sáu thức uống từ rau quả chính là cao thủ bơm máu cho người thiếu sắt. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, theo y học cổ truyền có câu, dưỡng huyết cũng chính là nuôi dưỡng sự sống, nhất là đối với phụ nữ. Muốn khỏe đẹp thì khí và huyết là điều cơ bản. Sắt là một thành phần chính của huyết sắc tố, là một khoáng chất quan trọng mà cơ thể cần để hoạt động. Chức năng chính của sắt là vận chuyển oxy đi khắp cơ thể, cần thiết cho quá trình tạo máu. Những người thiếu máu gặp các triệu chứng như giảm mất năng lượng, mệt mỏi, da nhợt nhạt và kém tập trung. Phụ nữ nếu bị thiếu sắt sẽ nhanh lão hóa, da dẻ kém hồng hào, người mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, tức ngực, giảm khả năng hoạt động. Ngoài ra, thiếu hụt sắt cũng là nguyên nhân khởi phát của chứng suy giảm trí nhớ và hệ miễn dịch. Tình trạng thiếu máu thường gặp nhất ở người trung niên, cao tuổi, khả năng hấp thụ và tiêu hóa kém. Dấu hiệu thiếu máu thường là mệt mỏi, chán ăn, mặt xanh xao, tóc rụng nhiều. Để cải thiện tình trạng thiếu máu, ngoài việc thăm khám và điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ, chị em còn cần điều chỉnh chế độ ăn uống, bổ sung chất sắt, vitamin C để tổng hợp huyết sắc tố hiệu quả hơn. Nhiều người nghĩ cần ăn gan lợn, gan bò để tăng lượng chất sắt. Nhưng thực tế một số thức uống có nguyên liệu từ rau quả lại có khả năng cung cấp chất sắt rất tốt. 6 thức uống sau đây chính là cao thủ bơm máu cho cơ thể. Mời quý vị tham khảo. 1. Sinh tố cải bó xôi. Rau bina, cải bó xôi là một nguồn chất sắt tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để làm nước trái cây hoặc sinh tố. Viện Sức Khỏe Quốc gia Mỹ khuyên bạn nên ăn rau bina thường xuyên vì chúng giàu sắt hơn cả thịt bò. 100g thịt bò chỉ chứa 2,6mg sắt. Bên cạnh đó, rau bina cũng là thực phẩm giàu vitamin C. Chất này tăng cường sự hấp thụ của sắt, phòng ngừa lão hóa, cải thiện sức khỏe hệ miễn dịch. Chất carotenoid, chất chống oxy hóa, có trong rau bina giúp làm giảm nguy cơ ung thư, giảm viêm, ngăn ngừa các vấn đề về mắt. 2. Nước ép củ cải đường. Nước ép củ cải đường là một thức uống giàu chất sắt đơn giản khác mà bạn có thể thử tại nhà. Ngoài hàm lượng sắt cao, củ cải đường còn chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu khác như kali, manga, folate, beten và vitamin C. Bên cạnh đó, các khoáng chất có trong củ cải đường còn giúp sửa chữa các tế bào máu, cải thiện việc cung cấp oxy. Bạn có thể làm cho thức uống này ngon hơn bằng cách thêm cà rốt, cam. 3. Nước dâu tằm. Cùng với sắt, dâu tằm rất giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Bạn có thể làm nước ép hoặc sinh tố bằng cách thêm chuối, yến mạch, hạt chia và sữa chua Hy Lạp. 4. Sinh tố rau bina và dứa. Sinh tố có thể giúp bạn kết hợp nhiều nguyên liệu bổ dưỡng. Rau bina là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời, có thể kết hợp với dứa. Thêm dứa sẽ làm tăng hàm lượng vitamin C của sinh tố cũng như hương vị, vừa giúp phụ nữ tăng lượng sắt để chống thiếu máu lại vừa tăng collagen trên da. Ngoài ra, chị em cũng có thể thêm chanh hoặc cam nếu cần. 5. Nước đậu nành. Một tách đậu nành nấu chín có chứa từ 8 đến 9mg sắt. Loại đậu này cũng là một nguồn cung cấp chất đạm rất lớn. Chúng là một trong 20 loại thức ăn chay có lượng protein cao nhất. Tuy nhiên để tốt cho sức khỏe, bạn cần mua được đậu nành hữu cơ để tránh những sản phẩm biến đổi gen. 6. Sinh tố cải xoăn. 3 chén rau cải xoăn chứa 3,6mg sắt. Không chỉ có vậy, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin và canxi. Chị em có thể tận dụng cải xoăn để làm salad hoặc các món xào, món cuốn, món sinh tố đều rất ngon và bổ sung sắt tuyệt vời cho cơ thể. Bạn có thể bổ sung xoài chín hoặc chuối, sữa chua, mật ong để gia tăng vitamin và hương vị cho món sinh tố cải xoăn. Sau đây là 10 dấu hiệu cho thấy thiếu máu mà bạn không nên bỏ qua. Nếu cảm thấy khó thở, lạnh tay chân và suy nhược cơ thể thì bạn có thể đã bị thiếu máu. Việc tìm hiểu cách nhận biết các dấu hiệu thiếu máu sẽ giúp bạn điều trị kịp thời nhằm hạn chế tối đa những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.
Thiếu máu là tình trạng xảy ra do số lượng hồng cầu khỏe mạnh trong máu thấp hơn so với bình thường hoặc do các hồng cầu không chứa đủ hemoglobin, một loại protein giàu chất sắt giúp các hồng cầu mang oxy từ phổi đến các phần còn lại của cơ thể. Vậy, bạn làm sao biết mình bị thiếu máu hay không? Dưới đây là một số triệu chứng thiếu máu phổ biến mà bạn có thể gặp phải. 1. Suy nhược cơ thể là dấu hiệu thiếu máu phổ biến. Một dấu hiệu thiếu máu khá phổ biến là người bệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi nghiêm trọng, ngay cả khi đã ngủ đủ giấc. Tình trạng thiếu oxy khiến cơ thể gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa các chất dinh dưỡng cần thiết để tạo ra năng lượng. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi liên tục. Ngoài ra, việc tim phải làm việc nhiều hơn để vận chuyển máu giàu oxy đi khắp cơ thể cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Mặc dù triệu chứng thiếu máu này không quá trầm trọng, nhưng bạn có thể cảm thấy người đuối sức, ít năng lượng và cần được nghỉ ngơi thường xuyên. 2. Đau đầu đi kèm chóng mặt. Tình trạng thiếu máu và thiếu sắt đôi khi có thể gây đau đầu, đặc biệt ở phụ nữ, với mức độ từ nhẹ đến dữ dội. Những cơn đau đầu này thường đi kèm với chóng mặt hoặc choáng váng, đặc biệt là khi ngồi xuống đứng lên nhanh hoặc khi tập thể dục. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bạn còn có thể bị ngất xỉu. Tất cả các triệu chứng của thiếu máu này xảy ra đều do thiếu oxy đến não, khiến các mạch máu trong não sưng lên, tạo ra nhiều áp lực và gây đau đầu. Khi tình trạng thiếu máu được giải quyết, các triệu chứng đau đầu chóng mặt sẽ dần dần giảm bớt. 3. Thèm ăn thứ không phải đồ ăn. Có lẽ một trong những dấu hiệu thiếu máu kỳ lạ nhất mà bạn có thể gặp phải chính là thèm ăn những thứ bất thường, không phải là thức ăn chẳng hạn như bụi bẩn, cát, giấy, sơn, phấn, tóc, cổ. Biểu hiện thiếu máu này còn được gọi là hội chứng Pica, có liên quan đến tình trạng thiếu hụt khoáng chất và vitamin cũng như các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đây là triệu chứng thiếu máu khá phổ biến. Các nghiên cứu cho thấy, người bệnh nếu dùng thêm thực phẩm bổ sung sắt sẽ giảm được tình trạng này. 4. Cảm thấy đau ngực có thể là dấu hiệu thiếu máu. Trái tim của bạn không thể làm việc mà không có oxy. Việc thiếu oxy đến tim có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân mà một trong số đó là do thiếu máu. Các bác sĩ tim mạch quan sát thấy rằng những người bị bệnh tim thì có thiếu máu, và những người có dấu hiệu thiếu máu thường có nguy cơ cao mắc phải các bệnh tim mạch và cả cơn đau tim. Nếu gặp triệu chứng đau ngực, bạn nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. 5. Khó thở không rõ nguyên nhân. Tình trạng thiếu máu khiến phổi phải làm việc nhiều hơn để cung cấp thêm máu và oxy nuôi cơ thể. Điều này có thể gây ra áp lực không đáng có lên phổi và làm bạn cảm thấy khó thở. Nếu bạn bị khó thở mà không có nguyên nhân nào rõ ràng, như viêm phổi hay hen suyễn, thì đó có thể là dấu hiệu thiếu máu mà bạn cần lưu ý. Nếu tình trạng này kéo dài và xảy ra cùng với các dấu hiệu của thiếu máu khác thì bạn nên đi khám để kiểm tra. 6. Dấu hiệu bị thiếu máu, nhịp tim không đều. Một dấu hiệu cảnh báo sớm của hiện tượng thiếu máu là nhịp tim không đều, nhanh chậm thất thường mà không liên quan đến các hoạt động gắng sức. Tình trạng thiếu máu khiến cơ thể bạn bị thiếu oxy. Điều này buộc cơ thể phải cố gắng tăng mức năng lượng bằng cách lưu thông máu trên khắp các mạch máu với tốc độ nhanh hơn, nhằm mục đích đưa hemoglobin có chứa oxy đến các cơ quan cần đến. Tình trạng nhịp tim không đều thường kèm theo triệu chứng mệt mỏi. 7. Cảm thấy lạnh tay chân. Tình trạng thiếu máu khiến cơ thể gặp các vấn đề về lưu thông máu. Bộ não có khả năng tự nhận biết khu vực nào trong cơ thể cần máu nhất và cố gắng mang nhiều máu giàu oxy đến các cơ quan chính để bảo vệ chúng. Do đó, các phần ngoại vi như tay và chân có thể nhận được ít máu hơn. Sự lưu thông máu kém đến tứ chi khiến tay chân của bạn bị lạnh. Vì vậy, lạnh tay chân cũng có thể là dấu hiệu thiếu máu mà bạn nên lưu tâm. Trong nhiều trường hợp, việc điều trị thiếu máu sẽ giúp giảm bớt tình trạng này. 8. Móng ở tay chân dễ bị gãy. Mỗi bộ phận của cơ thể con người đều cần có oxy, bao gồm cả móng tay và móng chân. Khi móng ở tay chân không nhận đủ oxy từ máu,
giường móng sẽ giảm khả năng tạo ra các tế bào mới để giữ cho móng chắc khỏe. Điều này khiến cho móng tay, chân bị mất đi tính đàn hồi, khiến móng khô, giòn, dễ gãy, dễ bị bong tróc và nứt móng. 9. Da xanh xao và nhợt nhạt là dấu hiệu thiếu máu. Biểu hiện của người thiếu máu là da xanh xao và nhợt nhạt. Tình trạng này thường xảy ra khá phổ biến do cơ thể phải tập trung phân bố lưu thông máu đến những khu vực quan trọng nhất như tim và não. Điều này khiến da được cung cấp ít máu hơn và dẫn đến dấu hiệu da xanh xao nhợt nhạt. Trong trường hợp thiếu máu nghiêm trọng, da có thể trở nên tái nhợt hoặc xám và cần được điều trị thiếu máu sớm. 10. Chân không yên. Các nghiên cứu cho thấy lượng sắt trong cơ thể thấp có liên quan đến hội chứng chân không yên. Đây là một bệnh lý thần kinh làm cho người bệnh có những cơn xung động hầu như không kiểm soát được, khiến đôi chân cảm thấy khó chịu khi đang ngồi hay nằm xuống, thường nghiêm trọng nhất vào ban đêm gây gián đoạn giấc ngủ. Việc bổ sung sắt và áp dụng các phương pháp điều trị thiếu máu khác có thể làm giảm dấu hiệu thiếu máu là chân không yên. Tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một số món ăn cũng bổ máu không kém. 1. Đậu lăng chứa nhiều chất sắt hơn cả một miếng thịt bò. Theo Health Line, một chén đậu lăng chứa nhiều chất sắt hơn cả một miếng thịt bò 224g. Đậu lăng cũng là một nguồn cung cấp chất xơ, kali và protein tuyệt vời. Ngoài ra, thành phần tinh bột và chất xơ lành mạnh trong đậu lăng không những giúp bạn giảm cân mà còn góp phần duy trì sức khỏe đường ruột, ổn định môi trường lợi khuẩn đường ruột, tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. 2. Tiết lợn, 100g tiết chứa 8,7mg sắt. Tiết lợn là món ăn bình dân, không nhiều người biết đến giá trị dinh dưỡng trong chúng. Thực tế, trong 100g tiết lợn có thể cung cấp 8,7mg chất sắt, vì vậy đây được coi là nguồn bổ sung sắt tự nhiên và trực tiếp giúp phòng ngừa các bệnh thiếu sắt trong máu, các bệnh về tim mạch cho phụ nữ. Tiết lợn được coi là kho tàng chất sắt, nhưng khi ăn nên nhớ cần hấp tiết chín, không được ăn sống. Đồng thời, không được ăn tiết của lợn ốm, chết, không ăn thịt lợn bệnh, thịt lợn sống. 3. Khoai tây giàu sắt gấp 3 lần thịt gà. Một củ khoai tây lớn, chưa gọt vỏ, khoảng 295g, chứa 3,2mg sắt. Như vậy, khoai tây cũng là thực phẩm có hàm lượng sắt dồi dào, trong đó sắt tập trung nhiều ở phần vỏ. Nghiên cứu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy một củ khoai tây nướng cỡ to sẽ chứa gấp 3 lần lượng sắt so với 84g thịt gà. Ngoài ra, một phần khoai tây có thể cung cấp đến 46% nhu cầu vitamin C, B6 và kali hàng ngày, giúp bạn tăng cường năng lượng và duy trì hoạt động. 4. Rau chân vịt giàu sắt hơn thịt bò. Rau chân vịt là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhưng vẫn rất ít calo. Trung bình 3 chén rau bina chứa khoảng 18mg sắt, nhiều hơn cả lượng sắt có trong miếng thịt bò 226g. Bên cạnh đó, rau chân vịt cũng là thực phẩm giàu vitamin C. Chất này tăng cường sự hấp thụ của sắt, phòng ngừa lão hóa, cải thiện sức khỏe hệ miễn dịch. Chất carotenoid, chất chống oxy hóa, có trong rau chân vịt giúp làm giảm nguy cơ ung thư, giảm viêm, ngăn ngừa các vấn đề về mắt. Khi chế biến rau lá xanh nói chung, trong đó có rau chân vịt, bạn hãy kết hợp với dầu ô liu để tăng cường khả năng hấp thụ carotenoid. 5. Hạt bí ngô, 100g chứa 8,8mg sắt. Hạt bí ngô là đồ ăn vặt tiện lợi, chứa nhiều dinh dưỡng. Ít ai biết hạt bí ngô là thực phẩm có hàm lượng chất sắt cao. Trung bình 100g hạt bí ngô có đến 8,8mg sắt. Đây cũng là nguồn cung cấp dồi dào chất dinh dưỡng như vitamin K, kẽm và manga. Một phần bí ngô nặng 28g chứa 40% lượng magie mà cơ thể cần được hấp thụ mỗi ngày, giúp giảm nguy cơ kháng insulin, phòng ngừa bệnh tiểu đường và trầm cảm. Thường xuyên tiêu thụ hạt bí ngô giúp tăng cường sức khỏe tim, ngủ ngon giấc, chống viêm, tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt và thúc đẩy giảm cân. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng khuyến nghị nên ăn 1/4 cốc bí ngô, 30g. Hàng ngày như một phần của chế độ ăn uống khoa học. 6.
mộc nhĩ, giàu sắt gấp 7 lần gan lợn. Theo Sohu, mộc nhĩ được đánh giá là nguồn cung cấp sắt tốt nhất cho cơ thể. Hàm lượng sắt trong mộc nhĩ cao gấp 20 lần rau cần, gấp 7 lần thịt lợn. Nhờ lượng sắt dồi dào mà mộc nhĩ có công dụng dưỡng huyết, dự phòng thiếu máu. Ngoài sắt, mộc nhĩ còn chứa nhiều sắt protein, chất béo, vitamin, khoáng chất, đều là những dưỡng chất cần thiết của cơ thể. Ăn nhiều mộc nhĩ giúp ngăn ngừa đông máu, tăng cường hệ miễn dịch. 7. Rau súp lơ chống 8 loại ung thư, mỗi bát chứa 1mg sắt. Bên cạnh tác dụng nổi tiếng là chống 8 loại ung thư, súp lơ còn rất giàu vitamin K và magie, protein, canxi, chrome, carbohydrate, vitamin C, A, giúp tăng cường sự hấp thụ sắt trong cơ thể. Đồng thời, súp lơ cũng rất giàu sắt. Một bát súp lơ xanh nấu chín chứa 1mg sắt. Ngoài ra, loại rau này còn rất giàu vitamin C, tốt cho quá trình sản xuất collagen của da. Thưa quý vị, trong cơ thể con gà, ngoài phần thịt nạc còn có một bộ phận cực kỳ bổ dưỡng, đó là bề gà. Bộ phận này của con gà bằng 3 vị thuốc là cao thủ bơm máu, lại bổ thận, khỏe sinh lý, tuy nhiên cần làm sạch cho đúng trước khi ăn. Mề gà có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp lượng protein và axit amin dồi dào. Hơn nữa nó còn chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất cao, rất có lợi cho sức khỏe. Mề gà thực chất chính là phần dạ dày của gà, nhiệm vụ của nó là nghiền nát thức ăn. Y học có câu, một mề gà bằng 3 vị thuốc, nhằm phần nào khẳng định lợi ích khi tiêu thụ mề gà đúng cách. Theo y học cổ truyền, phần mề gà cũng giống như bao bộ phận khác của gà như thịt, xương, đều có thể chế biến thành các món ăn, bài thuốc. Tận dụng mề gà đúng cách có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, giảm chứng khó tiêu, ổ dạ dày, giảm thiếu máu. 1. Mề gà giúp phòng ngừa và giảm thiếu máu do thiếu sắt. Mề gà cũng là một trong những loại nội tạng nên rất giàu sắt, đặc biệt là HME. Đây là một loại chất sắt mà cơ thể rất dễ hấp thụ. Việc ăn mề gà có tác dụng điều chỉnh, ngăn ngừa và giảm thiếu máu do thiếu sắt. 2. Cải thiện thị lực. Mề gà chứa một lượng lớn vitamin A. Đây là khoáng chất cần thiết để tạo nên chất cảm quan võng mạc. Ăn mề gà có tác dụng cải thiện thị lực, nhất là giảm mệt mỏi thị giác. 3. Bổ tỳ dị, khỏe dạ dày. Trong mề gà có chứa các axit amin keratin, có tác dụng thúc đẩy quá trình tiết dịch dị, giúp ích cho quá trình tiêu hóa của dạ dày. Lớp màng của mề gà được xem là vị thuốc rất tốt cho tỳ dị, tiêu hóa, hiệu quả trong điều trị chứng tích thực, thức ăn tích tụ, khó tiêu. Mề gà nếu nấu cùng táo gai và mạch nha có tác dụng chữa chứng khó tiêu, chán ăn, suy dinh dưỡng ở trẻ em. 4. Bổ sinh lý cho nam và nữ. Mề gà nấu cùng tinh hoàng gà, hoa lý, hành ngò, tiêu, gừng đem xào, nêm gia vị vừa ăn sẽ có công dụng kiện tỳ dưỡng tâm, ích thận, dễ ngủ, bổ khí huyết, cố tinh, khỏe người. 5. Cải thiện khả năng miễn dịch. Vitamin A trong mề gà có thể nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, cải thiện sức khỏe thể chất đối với những người sức khỏe kém, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. 6. Bổ thận. Mề gà có tác dụng rất tích cực và rõ ràng đối với thận của con người. Nó có thể cải thiện chức năng thận của con người và ngăn ngừa rối loạn chức năng thận. Nó có tác dụng điều hòa và ngăn ngừa nhất định các triệu chứng bất lợi do rối loạn chức năng thận hoặc thiếu thận. Trong các sách về y học có ghi chép, màng mề gà khi đi qua bàng quang có thể giúp loại bỏ vật cứng và làm tiêu sỏi, điều trị bệnh tiểu lắt nhác, tiểu không hết, gan mật có sỏi. Lưu ý quan trọng khi ăn mề gà. Mề gà tuy giòn ngọt, có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên nó là bộ phận làm nhiệm vụ xay nhuyễn thức ăn để ruột tiêu hóa. Do đó, mề gà là bộ phận dễ tích tụ cặn bã, vi khuẩn, virus từ gà, do đó nếu muốn tiêu thụ mề gà thì bạn cần làm mề gà thật sạch. Cách làm sạch mề gà như sau: moi sạch phân từ mề gà, dùng dao cạo sạch, bóp với muối trắng và rửa lại với nước thật nhiều lần,
Bạn cũng có thể sử dụng giấm trắng để xoa và bóp sạch mề gà, hoặc bạn có thể dùng một ít nước cốt chanh hoặc nước ép khế rửa sạch mề. Nấu thật chín mề gà trước khi sử dụng. Bệnh nhân gút cần kiêng ăn nội tạng gà vì thành phần có purin sẽ khiến bệnh thêm nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị, phần cuối của video hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một loại hạt của Việt Nam được xếp hạng ngon nhất thế giới là thuốc hạ huyết áp tự nhiên, ngừa cả đau tim và đột quỵ. Cacao là loại cây nông sản nổi tiếng của nước ta. Vào năm 2018, Hội đồng Cacao Quốc tế đã xếp cacao Việt Nam vào nhóm đạt hương vị tốt nhất. Hạt cacao được dùng để sản xuất sô-cô-la, làm bánh kẹo hoặc pha đồ uống. Loại hạt này không chỉ có hương vị thơm ngon đặc trưng mà còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là một số tác dụng của hạt cacao. 1. Giàu polyphenol, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Polyphenol là chất chống oxy hóa tự nhiên có trong thực phẩm như trái cây, rau củ, trà, sô-cô-la. Loại chất này có nhiều tác dụng với sức khỏe như giảm viêm, giúp lưu thông máu tốt hơn, hạ huyết áp, cải thiện lượng cholesterol và đường trong máu. Cacao là một trong những nguồn giàu polyphenol nhất. Flavanon là một polyphenol có rất nhiều trong cacao có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm mạnh. Tuy nhiên, quá trình chế biến và sấy nóng có thể làm giảm đi các đặc tính có lợi của hạt cacao. Đồng thời, theo một nghiên cứu năm 2017, việc xử lý bằng kiềm để giảm vị đắng của cacao cũng làm giảm tới 60% hàm lượng flavanon. Mặc dù vậy, cacao vẫn là một nguồn polyphenol tuyệt vời, nhưng không phải tất cả các sản phẩm có chứa cacao đều mang lại những lợi ích như nhau. 2. Giảm huyết áp. Cacao dạng bột hoặc khi được chế biến thành sô-cô-la đen đều có thể giúp giảm huyết áp. Tác dụng này được biết đến lần đầu tiên khi những người dân sinh sống tại một hòn đảo ở Trung Mỹ có huyết áp thấp hơn so với những người sinh sống trong khu vực đất liền. Điểm lưu ý là những người dân sinh sống tại hòn đảo này có thói quen thường xuyên uống cacao. Các nhà khoa học cho rằng lượng flavanon trong cacao có tác dụng cải thiện nồng độ oxit nitric trong máu. Điều này có thể tăng cường chức năng của mạch máu và giúp giảm huyết áp. 3. Giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngoài tác dụng hạ huyết áp, cacao còn có tác dụng giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Tác dụng cải thiện mức độ oxit nitric trong máu giúp thư giãn mạch máu, cải thiện lưu lượng máu. Không những thế, cacao còn giúp giảm cholesterol xấu. Cacao cũng có tác dụng chống cô đặc máu, giảm kháng insulin và giảm viêm. Tất cả các đặc tính này đều có tác dụng giảm nguy cơ đau tim, suy tim và đột quỵ. Một đánh giá của 9 nghiên cứu trên 157.809 người cho thấy tiêu thụ nhiều sô-cô-la hơn có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tử vong. Hai nghiên cứu của Thụy Điển cho thấy ăn 19-30 gram sô-cô-la mỗi ngày giúp làm giảm tỷ lệ suy tim. Tuy nhiên, hiệu quả này sẽ mất đi nếu ăn nhiều hơn số lượng trên. Nhìn chung, tất cả các kết quả đều cho thấy tiêu thụ thường xuyên sô-cô-la có thành phần cacao cao có thể giúp bảo vệ sức khỏe trái tim. 4. Cải thiện lưu lượng máu lên não và bảo vệ chức năng não. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng polyphenol trong cacao có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh bằng việc cải thiện chức năng não bộ cũng như lưu lượng máu tới não. Flavanon tham gia vào quá trình sinh hóa tạo ra tế bào thần kinh và các phân tử quan trọng đối với chức năng não bộ. Ngoài ra, flavanon còn góp phần sản xuất oxit nitric, giúp thư giãn các cơ của mạch máu, cải thiện lưu lượng máu và cung cấp máu cho não. Trong một nghiên cứu kéo dài 2 tuần, 34 người cao tuổi được cho uống cacao có hàm lượng flavanon cao. Kết quả cho thấy lưu lượng máu lên não ở những người tham gia tăng 8% sau 1 tuần và 10% sau 2 tuần. Các nghiên cứu sâu hơn cho thấy việc tiêu thụ flavanon trong cacao hàng ngày có thể cải thiện hoạt động tinh thần ở cả người bị và không bị suy giảm trí tuệ. 5. Hỗ trợ phòng ngừa đái tháo đường. Cacao có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa đái tháo đường.
Các nghiên cứu trong ống nghiệm chỉ ra rằng flavanon trong ca cao có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate trong ruột, cải thiện bài tiết insulin, giảm viêm và kích thích hấp thu đường từ máu vào cơ. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hấp thụ nhiều flavanon hơn, bao gồm cả flavanon từ ca cao, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường loại 2. Ngoài ra, một đánh giá về các nghiên cứu ở người cho thấy ăn sô-cô-la đen hoặc ca cao giàu flavanon có thể cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát lượng đường trong máu, đồng thời giảm viêm ở người mắc và không mắc bệnh đái tháo đường. 6. Hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Flavanon trong trái cây, rau củ và các loại thực phẩm khác đã được chứng minh có đặc tính hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Food and Chemical Toxicology, cacao có nồng độ flavanon cao nhất trong số tất cả các loại thực phẩm tính theo trọng lượng. Chính vì thế, tiêu thụ cacao là cách đơn giản để bổ sung thêm flavanon vào chế độ ăn uống. Các nghiên cứu về các thành phần của cacao được thực hiện trong ống nghiệm cho thấy cacao có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các phân tử độc hại, chống viêm. Các thành phần này cũng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và tiêu diệt các tế bào đó. Các nghiên cứu trên động vật áp dụng chế độ ăn nhiều cacao hoặc chiết xuất cacao đã cho thấy kết quả tích cực trong việc giảm ung thư vú, tuyến tụy, tuyến tiền liệt, gan, đại tràng và bạch cầu. Các nghiên cứu ở người cũng đã chỉ ra chế độ ăn giàu flavanon có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, để chắc chắn về công dụng này, cần thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa. Sau đây là một số lưu ý khi dùng cacao. Mặc dù cacao có nhiều lợi ích với sức khỏe, tuy nhiên không nên lạm dụng. Đồng thời, nên sử dụng cacao càng ít chế biến càng tốt. Ngoài ra, để tối đa hóa lợi ích sức khỏe của cacao, nên dùng cacao kèm với một chế độ ăn uống cân bằng. Có rất nhiều cách khác nhau để thêm cacao vào chế độ ăn uống, đó là ăn sô-cô-la đen, chọn loại chất lượng tốt và chứa ít nhất 70% cacao. Pha bột cacao với nước, dùng nóng hoặc lạnh tùy sở thích, thêm cacao vào sinh tố hoặc các loại bánh, rắc cacao vào trái cây tươi. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ cung cấp thêm nhiều điều bổ ích cho quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.